sửa một chút coi. Máy truyền nhông luôn. Chỗ lại đường dép. Còn lấy đồ. Này cái vỏ 6m3. Trọng sĩ ha, trọng sĩ combo ship. Gã đi chung với mà cái Kubota chứ làm dàn cầu. Tìm thấy là mới làm xong á. Chuẩn bị chạy thử. Đưa xuống làm như dầu cũng còn dầu bọt hay gì chạy thử cho em để giao cho khách ta. Còn nổ lông mốt mà nào dầu nó qua đều cái em à. Quá xả tốc độ này chắc cỡ 6-7 cây số giờ rồi nha. Nghe thấy không êm à. Máy thì để cái máy nguyên zin ha. Được 6-7 cây gì không? Dạ. Cỡ 6-7 cây số giờ à. 3 cây à. Hết mã lực rồi. Không biết nghe không. Cũng kéo thì chưa kéo sợ thay máy mới để làm ăn. Chờ Kubota 66 này thử rồi, trên vỏ 6m3 nha. Vỏ sầu riêng đây một chiếc nữa. Quá cái máy ghiên chạy mắc cười quá, chạy giống cái cua le tư quá.
thử cái Kuta 66 để vào chọn khách á, chạy thử rồi nó như thế nào á. Đang đổ ga nha. Như mình chạy thử vậy đó để giao cho khách này, giá nhiêu mình cũng không gành ha, anh em có cần có nhu cầu thì liên hệ với Thái á. Vỏ lãi thì 6m3, thấy không, đặt cái máy nó cái lái nó vẫn nổi phiêu á mấy anh em nhìn thấy rồi đấy ha. Kuta thì Kuta 66 ba máy. Này dung tích nó cụ tà sáng sáng thật là dung tích nó... phải không, phải dung tích nó đây không đâu, dung tích mấy dữ thì sao nè hả à, đâu à, dung tích ở đây nãy cái số 656 có 600 mấy xe thôi, nặng bồng lên không 600 năm mấy xe. Đang chỉnh lại cái chân vịt chút. Vịt cái mình cũng không có đo thử rồi mấy tấc ha. Cái này cũng có muốn mua chân vịt á, người ta nói cái máy mình máy máy rồi chạy cho cái vỏ máy ha, thì cái người chủ mà người ta bán chân vịt á rồi cho mấy anh em vừa xài à. Chứ mỗi hãng nó làm cái kích thước khác nhau chứ, cho nên hỏi chân vịt mấy tấc không bao giờ đúng nha. Dù cái xưởng này làm chân vịt mấy tấc chạy cho cái máy 13 đi, mình nói ví dụ đi, rồi cái xưởng khác nó sẽ làm cái mẫu có khi nó nhỏ hơn, nó cũng chạy cho máy 13, có xưởng thì làm cái mẫu cái mình đo tấc lớn hơn nó cũng chạy cho máy 13, mỗi xưởng nó có cái khác nhau hết. Mà mình nói ở máy mình tôi có cái máy 13 tôi chạy cái vỏ 6m3 gì đi ha, rồi là cái người chuyên về chân vịt đó là của xưởng nào người ta biết, người ta đưa mình là chạy là ok. Chờ sửa một chút coi.
chạy thử vậy đó, canh chỉnh vài ba quận cái giao cho khách. Kubota 66.